vời đi. Đường nhau như chén rượu đầy. Đấy, nó phải thế chứ. Mà ở dưới này bây giờ thịt trâu là bao tiền một cân? Thịt lại ăn thịt trâu là cái này là hồng mua hồng mua hồng hồng mềm 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 người trẻ gặp nhiều may mắn, mơ nhiều đấy, người già có nhiều sức khỏe, người có nhiều năm mới. Bây giờ đấy, có không? Tí là cháu cầm ly lên, cháu nhận con chắc 18 tuổi rồi. Tên cháu không qua rồi mà. Bảo là tại đại tám ngồi mê ông trưởng đoàn cho nên là mới nhập tên. Tôi chịu khó đẻ, tôi không lười đâu. Có ba thằng một đứa. Em quá có gì đâu. Vâng. Ở kia. Bắt tên nick vai. Mua áp tôi giờ mốc nào nhá. Mày mở châu á. Nghe hạnh phúc là nó phải là giao lưu thế này mới vui được. Dạ. Phá sống hệ mùi hai đó. Thì để cho nó cái sáng nhẹ sáng nhẹ à. Hết môi rồi. Tao mẹ câu miệng rồi.
và gái tiếp tục đã nhận thì lễ xin dâu của gia đình nhà trai tôi, và sau đây xin phép được giờ tiếp đón là em đến đây để làm dâu con gia đình nhà trai tôi. Trước khi nhận lời thay lời gia đình nhà trai được kính chúc các cụ ông bà và chúc cho các anh em hay cho mọi người để đề nghị hai ông bắt lại cái tay để quay lại bắt lại tay. Đứng ở cửa để cho anh nghe chủ tán được cơ dâu cơ nhìn cho bà đón mà xem nào còn một cái nói đi của... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.